Hiện nay số người mắc các bệnh mãn tính về thần kinh, xương khớp, vận động thoái hóa, hậu quả sau tai biến gia tăng. Những chứng bệnh trên không thể điều trị dứt điểm. Tuy nhiên, điều trị theo y học cổ truyền lại rất có ích, góp phần phục hồi chức năng, cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Do bị thoái hóa và thoát vị đế đệm đốt sống cổ 1, ông Lưỡng Quốc Hải 74 tuổi ở thành phố Thanh Hóa thường xuyên bị đau cổ, gáy, tê bì chân tay. Ngoài uống thuốc, ông điều trị bằng các biện pháp châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt nên tình trạng bệnh giảm đáng kể. Mà điều trị nhiều nơi thì như vậy là nó cũng không có thuyên giảm. Sau khi tôi thấy rằng ở trên đây một số người giới thiệu thì vào điều trị ở đây thì nói chung là nó có chuyển biến, thì tôi mới lên đây điều trị thì được 3 tuần rồi. Nhưng trong quá trình từ ngày đầu điều trị đến giờ thì thấy được là nó giảm được 80-90%. Bây giờ không đau nhức mà vận động, bây giờ thấy nó dễ chịu. Nói chung là tốt và đội ngũ cán bộ phục vụ thì rất là nhiệt tình, chu đáo. Y học cổ truyền là phương pháp sử dụng bài thuốc Nam Bắc kết hợp các biện pháp trị liệu như xoa bóp, châm cứu, bấm huyệt. Y học cổ truyền có tác dụng khá rõ trong phục hồi chức năng cho những trường hợp di chứng sau tai biến mạch máu não, viêm đau khớp hoặc những bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính. Việc kết hợp giữa Tây y và y học cổ truyền đem lại hiệu quả cao trong chẩn đoán và điều trị nhiều chứng bệnh. Những năm vừa qua thì bệnh viện y học cổ truyền Thanh Hóa chúng tôi cũng như khoa nội A chúng tôi cũng đã không ngừng đổi mới, phát triển những kỹ thuật mới, chuyên sâu cả về y học cổ truyền và y học hiện đại. Cụ thể với y học cổ truyền, đó là những phương pháp như là cấy chỉ, thủy châm, xoa bóp bấm huyệt, rác hơi điều trị các chứng đau, rồi laser chiếu huyệt đạo, rồi xông thuốc bằng máy. Đối với y học hiện đại thì có các phương pháp như điều trị bằng oxy cao áp, tán sỏi ngoài cơ thể, điều trị bằng máy sóng xung kích, siêu âm trị liệu, điện phân dẫn thuốc, tiêm nội khớp. Tất cả những cái kỹ thuật chuyên sâu như thế này thì giúp cho bệnh nhân có thể tiếp cận được với các dịch vụ chuyên sâu ngay tại địa phương mình và giảm được cái chi phí điều trị. Mỗi năm, Bệnh viện Y Dược Cổ truyền tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận và điều trị cho trên 9.000 bệnh nhân. Xác định phát triển chuyên môn phải kết hợp ứng dụng khoa kỹ thuật và y học cổ truyền, Bệnh viện Y Dược Cổ truyền tỉnh Thanh Hóa đã chú trọng đầu tư về cơ sở vật chất, hiện đại trang thiết bị máy móc, đầu tư các máy điện châm, máy xông hơi thuốc, các trang thiết bị phục hồi chức năng như máy điều trị oxy cao áp, phòng tập vận động, máy kéo giãn cột sống, máy điện xung, siêu âm, máy xung kích, máy sóng ngắn, hệ thống bào chế, máy sắc thuốc tự động, máy cắt chỉ, máy tán sỏi ngoài cơ thể. Bệnh viện cũng luôn thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng triển khai các kỹ thuật mới trong điều trị kết hợp giữa y học cổ truyền với Tây y để điều trị hiệu quả nhiều bệnh khó, mãn tính. Khoa ngoại đã triển khai được kỹ thuật phẫu thuật trị chuyên sâu. Ngoài ra thì trong sắp tới thì khoa ngoại có triển khai kỹ thuật mới là tim sơ búi trị với hướng dẫn của nội soi ống cứng bằng BG60. Bệnh viện y dược của khoa ngoại của bệnh viện thì ngoài ra thì còn có thể thực hiện kỹ thuật tán sỏi ngoài cơ thể. Tán sỏi ngoài cơ thể thì giúp cho bệnh nhân tránh được những cuộc phẫu thuật nặng nề. Lấy sỏi ra bằng đường tự nhiên, bệnh nhân sẽ tự đi tiểu ra sỏi. Với phương châm không đau, mau khỏi, ít tốn kém, lấy bệnh nhân làm trung tâm, đội ngũ y bác sĩ điều dưỡng tại Bệnh viện Y Dược Cổ truyền tỉnh Thanh Hóa đã không ngừng nghiên cứu các phương pháp điều trị hiệu quả, vừa kế thừa, phát triển nền y học cổ truyền của dân tộc, vừa ứng dụng được những thành quả khoa học kỹ thuật giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng đến mục tiêu chăm sóc toàn diện về sức khỏe cho tất cả người dân trong cộng đồng.